Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2021, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Hưng Hà tổ chức tuần tra phát hiện và bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bài dưới hình thức ăn thua bằng tiền diễn ra tại căn nhà quan ở ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng. Theo đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, tại địa điểm nêu trên, Công an huyện Tân Hưng phối hợp với Công an xã Hưng Hà tổ chức tuần tra phát hiện và bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bài dưới hình thức ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 bộ bài tây đã qua sử dụng và 10 bộ bài tây chưa qua sử dụng cùng 14 triệu đồng tiền mặt. Tại đây, Công an huyện Tân Hưng đã bắt giữ 7 đối tượng này và đưa về trụ sở Công an huyện. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Hưng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.